Cái gì? Chào anh. Ok. Xem gì đấy? Ồ, hiểu không? Ok. Sức khỏe thế nào? Nhìn cái này nhanh nhẹn ha. Rồi, bắt cái này nó chậm thành nhá. À. Bắt được luôn. Hôm nay ăn gì? Đã ăn được cháo chưa? Dạ, ăn cháo mà lỏng lỏng đấy. Ăn lỏng lỏng được rồi. Vài hôm cái này nó lành lại là ăn cơm rồi à? Dạ. Ok, có thèm cơm không? Nghe nào. Thích về nhà chưa? Dạ, thích. Mẹ đâu? Mama đây hả? Ok. Papa đâu? Bố đâu? Dạ, ở nhà. Bà nhà? Dạ. Nhà có mấy anh chị em? How many brothers and sisters you have? Mm. How many? Wow, it's 10 years of work. Yeah. How many brothers and sisters you have? Sister Sally. Đúng không? Ok. Hy vọng là sớm khỏi. Ai muốn ngày nữa khỏi thầy những một thầy dạy bay sang nhớ chơi mình kìa. Nó biết trả lời những cái câu như vậy nhưng thật sự nó vẫn chưa. Ok, để cho có thời gian cho bạn đấy. Thầy giải thích rồi. Bất cứ một cái gì thì sau 21 ngày á nó có hiệu lực. Bởi vì luân xa của chúng ta nó hở, nó giống như các tế bào trong đầu ấy của mình, cái vùng đấy hở nó tổn thương ấy, nó có thời gian để nó lấp đầy lại. Chứ không thể một phát có thể ra được luôn. Đấy là đối với những người khỏe người ta vừa bị nhập thì giải cái nó đứng dậy luôn. Nó thôi luôn. Còn bạn này cái thời gian cái người âm trong người bạn rất là lâu. Người ta cư trú trong người bạn ấy lâu, nên là khí âm vào trong người bạn ấy nhiều hơn. Nên nó sẽ lâu hơn người bình thường. Còn những người bình thường mà mình gọi hồn lên nhập một cái góc lúc lúc dài ra tỉnh liền à. Còn bạn này là một cái người mà vừa từ cõi chết trở về. Năng lượng bạn rất là thấp. Bạn lại bị người âm nhập trong bạn ấy quá lâu, nên là sẽ lâu hơn người bình thường. Nhưng mà thầy tiên lượng là bạn chỉ trong 21 ngày sau khi gặp thầy thôi là bạn ok. So với những gì mà thầy tưởng tượng về mình thì bây giờ mình ok hơn rất nhiều. Và sau hôm trước này, hôm nay lần thứ 3 thầy quay gặp mình thì thấy mình phong độ nhiều lắm. Chắc là mình bắt đầu dần dần lấy được lại bản thân mình rồi, đúng không? Hôm qua thầy bảo là nói chuyện với thầy là phải đứng lên nhìn thầy mà. Ok, nhìn thấy có bị mỏi cổ không? Hay tại thầy đứng cao quá thầy mới đến á? Dạ. Phải nhìn thầy nhiều. Hôm qua những cái gì mà thầy hứa với những người âm đi theo mình á là thầy đã làm rồi. Thầy đã làm lễ cho họ rồi này. Thầy cúng cho họ rồi, đốt tiền vàng quần áo cho họ rồi. Thầy có gửi video cho người nhà mình đấy. Để xem đấy nhá. Là họ đã có tiền vàng quần áo, họ có công cụ để họ đi tu học rồi. Muốn đi học thì họ phải có gì, có quần áo mới này. Hôm qua thầy thay họ quần áo mới rồi nhá. Có tiền tài để đi giao thông đi lại thầy cũng cho họ rồi nhá, đúng không? Có nơi để đi tu học thì thầy cũng đã xin Phật Thánh độ cho họ để họ có nơi tu học rồi nhá. Là họ không thèm ở với mình nữa. Giờ mình là bây giờ ở với người chán chán lắm. Người ta phải đi đến một cái nơi nào cao hơn mình để học cơ. Họ đang còn cao hơn mình một bậc, họ là ở cõi trung giới mà, thì họ có xu thế sẽ đi đến cõi thượng giới để họ học tu tập tốt hơn. Không thèm mình nữa. Ok. Nhìn thấy chưa nào? Không có gì. Và hôm nay là thầy đến thầy cũng tạm biệt mình luôn. Bởi vì sáng mai thầy ra sân bay lúc 4 giờ sáng thầy bay về California. Nên là tất cả những người âm mà hôm qua thầy hứa với họ ở đây, cả cái khu bệnh viện này, thầy đã đưa họ lên con viện rồi nhá. Nên là thầy cũng đã cúng cho họ rồi.
đúng chưa? Thì không có lý do gì để tồn tại ở đây nữa, sớm siêu thoát đi thôi. À, mình càng đi sớm, các người em ở đây càng đi sớm thì bạn này bạn ấy càng nhanh khỏi, nhanh về nhà hơn, nhanh bình phục hơn. Đây giờ hỏi hai bạn đã quay điện thoại nhá. Khi nào mà khỏe hẳn trở lại rồi, hoạt động tốt rồi thì sẽ nói em chứ. Ok. Ok, phải đi thôi. Tại vì thầy cũng chữa bệnh cho phần âm xung phần mình rồi. Thật là tay lên đầu bạn ấy cũng là vừa chữa cho bạn ấy, vừa chữa cho những cái linh hồn như các bạn ấy. Nếu mà mình không chữa một thể xác khỏe mạnh thì mình cũng có một cái năng lượng tốt để mình có thể bay cao hơn, bay xa hơn. Bạn ấy cận bao nhiêu độ? Cận. Bạn ấy bị cận à? Sinh năm 94 đúng không? Ngày xưa bạn học ngành gì? Nó đang làm gì vậy? Cái đầu xe truck á, biêu cái đầu xe truck. Sơn làm cái cơ khí, sơn xe. Có nhận ra ai trong kia không? Biết ai những trong đấy chỉ cho thầy xem nào. Ok, chỉ cho thầy xem người này là ai, người kia là ai, nói thầy nghe mà. Nhìn vào đấy, nói đi. Tóm là nó không có biết ai là ai, nó nói mấy người này chỉ chụp hình đó thôi. Chỉ nói là hồi xưa nó ride motorcycle thôi. Nghĩa là những người đấy chụp hình mình thôi. Nhưng mình không biết họ là ai. Không biết ai chụp hình cho mình. Thế những cái người mà cầm súng kia là ai? It's me. Nói người cầm súng có thể là Mai hay là ba má nó. Là mình đấy. Ngày xưa có bạn gái không? Dạ có. Bạn gái đâu rồi? Hả? I don't know. Mấy hôm nay bạn gái có vào thăm không? Maybe. Có thể thôi à? Ngày nào con nó cũng tới hết. Không có ngày nào không tới hết. Tuyệt vời. Thế còn yêu bạn gái không? Yeah. Bạn ấy còn yêu mình không? Thấy tốt rồi. Bạn ấy tuyệt vời đấy. Nó nói vậy chứ nó không có nhớ nhỏ đó. Không nhớ. Ai cũng biết, người không nhớ. Ai mình cũng biết mà riêng cô đấy không nhớ. Tại vì thầy nói với bạn này rồi, thầy nói với cô hôm trước ấy. Nhưng là bạn này không có một phải một người đâu nha. Cả tiền duyên này, có cả vong thần tiền duyên là chính là cái người nữ ấy. Và theo bạn này thích bạn này lắm. Người ta không thích bạn này hạnh phúc. Sao cô thần ấy, sao cô thần là sao vong thần mà. Quá thầy giải cả cô thần là cả tiền duyên cho bạn này. Hy vọng là cô thần cố đi để cho bạn ấy có một là tình yêu tốt và hạnh phúc. Nên là bạn nào mà yêu cái bạn này á, thì hôm nay cũng buông thể xác đi theo thầy, đi siêu thoát đi còn đầu thai nha. Bởi vì người ấy với người trần không lấy nhau được, có theo cũng không lấy được. Nên là đừng có theo bạn ấy nữa, hiểu không? Mình có theo bạn ấy, mình cướp xác bạn ấy thì mình cũng không lấy được bạn. Bởi vì thực sự là thể xác người trần thì phải lấy người trần cơ. Còn chúng ta là những cái cõi khác nhau, chúng ta không nên làm phiền nhau. Đúng không? Bởi vì không tương thích. Đấy nhá. Nên đừng có phá chuyện tình cảm của bạn với bạn gái kia đấy nhá. Bạn gái kia tên là gì nhỉ? What's his name? Tracy, it's been a while. Tên là gì? Tracy à? Vẫn nhớ tên nó rồi. Hai người yêu nhau lâu chưa? Nói một bài bản nha, basically nó không có nhớ. Không nhớ. Hôm nay bạn đã vào thăm chưa? Bạn đã vào chưa? Nhìn thẳng thầy xem nào. Hôm nay bạn đã vào thăm mình chưa? Cái bạn mà hôm trước mà
thầy dắt bài vào vệ sinh đi không xong. Phải đó, em gái nó à, anh nói thầy hỏi gì đó, anh nói có thể là đến một hai lần gì đó là nó có thể ôm một hai lần gì đó. Ừ. Nói xạo. Bạn này sinh ra ở Mỹ luôn. Dạ, ở Cali, sang ở Cali. À, sinh ra Cali luôn. 29 tuổi. Sao chị Nga anh cũng giỏi nha. Cái chị giám đốc cái trường kia cũng giỏi này. Mấy chị này cũng giỏi. Mấy chị có chị em ruột không? Dạ. Có là chị em ruột với nhau không? Hai chị em. Đây là hai chị em ruột này. Dạ. Còn cái cô mà hiện trưởng cái trường kia? Là người em của người chị bạn của em. Ồ. Oh. Mấy người này ai cũng giỏi. Thì nghĩ là thầy sẽ làm được ra thầy. Chắc chắn rồi. Dạ. Yeah. Thầy rất là mong đợi cái điều tốt sẽ đến. Thầy thấy bạn ấy mà khỏe lên thầy cũng thấy happy lắm. Dạ. Tại vì thầy làm việc với người em nhiều lắm rồi, thì quen họ rồi. Có những cái vòng hồn người ta rất là cố chấp. Người ta cứ trong người ta không muốn đi. Bởi vì người ta nghĩ rằng người ta chiếm hữu được cái xác này. Người ta thích tồn tại như người trần lắm. Chúng ta cứ nhớ là họ cũng thích tồn tại, họ cũng thích được thể hiện bản thân mình lắm. Nhưng mà lúc này họ không có thể xác nên họ không làm việc này. Khi mà họ gặp được một cái thể xác nào đấy yếu ớt giống như cái nhà ấy, họ nhảy vào đấy và họ chiếm nó luôn. Và họ bằng mọi lý do họ nói dối, họ lẩn trốn, họ giả vờ để làm sao để họ tồn tại trong cái thể xác đấy càng tốt, càng lâu càng tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là có rất nhiều phương pháp để đẩy cái linh hồn này ra ngoài khỏi cái thể xác này. Người ta có biện pháp về mặt tâm linh, biện pháp tử tế. Ví dụ thầy đang dùng biện pháp hết sức tử tế với những người em này. Rồi nói không được thì khi người ta lừa dối mình á, thì mình có chứng minh được là cái người em này người ta không thật thà, người ta lừa dối mình. Thì lúc đấy thì sẽ có biện pháp mạnh hơn đối với họ. Và cái biện pháp mạnh ấy thì sẽ thay bằng cái việc là mình sẽ truyền năng lượng và giúp đỡ họ, thì mình sẽ hút năng lượng họ đi. Khi hút năng lượng thì cái năng lực của họ không còn mạnh nữa, thì họ không thể kiểm soát được thân thể của bạn nữa. Nhưng mà làm như thế thì cái linh hồn đấy khó mà tái kiếp được lắm. Mình vẫn muốn họ tái kiếp lại, mình vẫn cho họ một cái cơ hội để họ đầu thai. Cách đấy thì nhân văn nhất. Còn cách mà đi hút năng lượng vào họ thì vạn bất đắc dĩ phải làm. Như thường vậy là thầy pháp, thầy là thầy chuyên về. Thầy có thể khẳng định, tại vì mọi người chưa biết thầy nhiều, thầy có thể khẳng định là thầy là cái người mà nói chuyện với người âm chắc là thuộc dạng nhiều nhất thế giới rồi. Và thầy rất hiểu họ. Và thầy là ngày xưa thì thầy học bách khoa, xong rồi ra thầy làm pháp sư thời gian. Thầy là thầy cũng chuyên trị những cái đội này, chuyên hóa giải những người bệnh âm. Và thầy có nhiều phương pháp khác nhau để hóa giải họ, nhưng mà chưa có vong linh nào thầy phải rút roi để đánh họ cả. Và thầy thấy những cái vong linh này đối với thầy chưa phải là, nghĩa là họ chưa phải là tà đến mức nguy hại lắm. Tà nó kinh khủng hơn nhiều, nó sẽ nhập vào bạn này, nó làm cho bạn khùng, đánh đập người khác, cái loại đấy nó mới dã man. Đánh này xong rồi có những thái độ bất chấp bất cần ấy, rồi thậm chí là người ta có thể làm những cái biện pháp là làm hại cái cơ thể này, loại đấy nó mới kinh khủng. Còn đây chưa phải loại kinh khủng, đây nó vẫn thương cái khởi giác này. Chẳng qua là người ta cố muốn níu kéo, muốn ảnh hưởng, muốn nói chuyện với mình ấy, kiểu như là lâu nay không được nói chuyện, mượn được cái xác của nó nói chuyện với mình. Nên thầy cũng yêu cầu gia đình mình đừng có nói chuyện với họ là như thế. Dạ, bởi vì không nói chuyện với họ nữa là họ cảm thấy ở đây vô vị lắm, chán đi. Đúng. Nghe lời thầy hay không? Đúng rồi. Thì không nói thì bạn này càng ngày bạn càng tỉnh ra, thì cái phần của bạn ấy càng ngày càng tốt. Ví dụ như thầy thấy thần thái của bạn ấy hôm đầu tiên khác, hôm qua khác, hôm nay thầy thấy bạn ấy rất ok. Và càng ngày càng tốt hơn. Có sáng thì không khỏe, sáng thì chiều này thì đỡ lại. Ok. Đây sẽ chuyển sang tiếp. Hả? Nào thẳng lưng lên. Khi mà chuyển lại thẳng xương sống lên thì mới nhận được nhiều. Rồi nhắm mắt lại.
thầy đi đây, rồi thầy về Cali đây, tất cả những người em theo mình thầy sẽ mang theo hết nhá, bắt tay một cái. Có gì thầy sẽ phải tham với mình, rồi mình khỏi hẳn thầy sẽ sang thăm nhá. Bye bye. Bye. Rồi thầy sẽ về nhá, thầy sẽ quan tâm đến bạn ấy tiếp. Yeah. Yên tâm là thầy sẽ lo cho bạn khi nào bạn ấy khỏi thôi. Dạ, cứ cảm ơn thầy. Dạ, xin chào. Dạ, làm phiền thầy. Bye bye.